Rồi, lời đầu tiên em xin chào tất cả mọi người, quý cô chú, anh chị em và các bạn nha. Hôm nay em lại đi săn ong nữa cả nhà ơi. Hôm nay trời cũng đẹp đẹp xíu nè. Nói hơi đẹp đẹp thôi chứ chưa đẹp lắm đâu cả nhà. Thì hôm qua đi mưa quá cả nhà ơi, đi mưa quá đuối luôn. Mà cũng kiếm được mấy tổ cũng ok đó cả nhà. Nói chung là mưa gió kiếm được đồ ong cũng thấy mừng rồi. Bây giờ cùng em đồng hành nha cả nhà. Sao cái điện thoại của em nó màu lúc màu đỏ lúc màu trắng vậy ta? Bây giờ em sẽ bắt ra quay thành quả cho cả nhà xem nha. Đây, em đã bắt xuống rồi nè cả nhà. Nè, thì mật nó như vậy đây, thì cũng full mật nha cả nhà, vẫn còn ok đó. Đi bắt ong mà gặp toàn ổ nhỏ nhỏ không chán lắm. Thôi, tổ đầu tiên, rồi tiếp tục đồng hành cùng mình nha cả nhà. Ngọn dánh. Dánh nhưng mà cũng có mật nhiều, mật đẹp nha cả nhà. Thôi tiếp tiếp tục đi nha cả nhà. Cái mình tiếp tục bỏ vô đi tiếp nha cả nhà. Trong này em phát hiện có lên xuống nữa cả nhà này, không biết là to hay nhỏ nữa. Tổ này cũng êm á cả nhà, cũng được. Cái này là cái gì? Cái con hổ mang hả? Rồi, ba tổ tiếp tục bỏ nó vô đi, tiếp tục đi nha cả nhà. Em đứng trên bờ này, em nhìn xuống dưới này có thấy có một hai con gì lên xuống á cả nhà. Mà không biết là có phải ông rùi hay là ông nuôi hay là ông bọng nữa. Đây nè, nằm dưới này.
lũi xuống coi thử nha cả nhà. Thổi đại vậy chứ chưa biết là phải hay không nữa. À đây ông rùi này cả nhà. Gai gì mà đâm đau ghê á. Ông ở đây sao phấn hoa dữ vậy ta? Tiếp tục em bỏ vô và tiếp tục đi nha cả nhà. Này, đánh không à. Rồi, kệ nó nha cả nhà, bỏ vô đi tiếp tiếp. Đang có mía này, có một tổ này cả nhà. Trời đang chuyển mưa, đang mưa nữa chứ. Đây cả nhà, em đã cắt ra rồi nè. Giờ bỏ tàn lại cho nó ra nha mọi người, đây nó cắn quá. Đây cả nhà, em đã bắt ra đây nè. tổ này thì mật đẹp nè cả nhà, mật núc. Trời, mấy ngày nay làm sao vậy ta, cứ ngày nào cũng đe dọa vậy. Ôi trời, lũ dưới đó lên nóng quá mọi người, mưa nhưng mà nóng quá. Giờ em bỏ vô tiếp tục đi nha cả nhà. Sáng giờ mình đổi khu khác rồi mọi người. Sáng cái khu kia phấn nhiều quá. Giờ em đổi khu khác. Giờ em lên đây nhìn lên trên cái ngọn cây kia rồi mọi người. Đó, có một tổ đó cả nhà. Đó, đây nè. Đó, khu này lúc trước em đi thì mật ngon lắm cả nhà, mà hôm nay vô lại thì không biết là nó như thế nào nữa. Để em lên đây bắt quay thành quả cho cả nhà xem nha. Ôi, quả nhiên người đẹp thì ở chuồng nó cũng đẹp nữa cả nhà. Thì hôm bữa em có vô đây một lần rồi, nặng lắm cả nhà. Thì mật nó cũng đẹp đó, rồi giờ em vô lại nó cũng đẹp như cũ này. Nó vẫn ok nha cả nhà, không, nó đỡ phấn hơn ở mấy cái khu ngoài kia. Hay, không có bị cắn mọi người. Thôi bây giờ em bỏ vô tiếp tục đi nha cả nhà, chứ trời cũng chuyển mưa nữa đây này. Đó, mây mưa nữa rồi đó. Rồi, sáng giờ cũng được vài tổ rồi, bây giờ đi tiếp nha cả nhà. Rồi, em cũng đã về tới nhà rồi nè mọi người. Thì quả của em ngày hôm nay được để xem được bao nhiêu tổ nha cả nhà. Tổ cuối này to quá. Tổ này mập này. Mấy tổ kia úng nhách mà còn phấn hoa nhiều.
Rồi. Mấy tổ này thì là nó gai nó đâm lủng bọc đó cả nhà. Thì em bỏ ra đó luôn. Bỏ 2 tổ, 3 tổ gì vô luôn. Rồi, để em tiếp tục thêm một tổ nữa. Cả nhà là chỉ có tổ này là tổ cái coi nha, cái tổ này nặng vậy. Tổ này nặng này. Ờ, tổ này cũng đẹp nè. Tổ này là cái cây mía đó cả nhà. Nó cũng ok đó. Rồi, được được 5 tổ rồi. 5 tổ rồi. Ở đây thêm một tổ nữa này. Tổ đó bự không? Tổ đó thì tổ đó là tổ đầu tiên thì phun mật nữa nha cả nhà. Riêng tổ này, riêng tổ ong này, tổ này thả đi. Tổ này với tổ này là đã hơn 2 xị rồi đó cả nhà. Hai tổ đó tầm khoảng chừng 2 xị rưỡi đó cả nhà. Còn thêm tổ cuối cùng mà sao lâu vậy? Rồi, tổ cuối cùng đây, tổ cuối cùng là toàn phấn không. Rồi, ngày hôm nay thành quả của em ngày hôm nay được 2, 4, 6, 7 tổ nha cả nhà. 7 tổ này cũng tầm hơn 1 lít rồi cả nhà. Quý cô chú anh chị em nào mà xem video của em mà chưa đăng ký kênh thì giúp em đăng ký kênh nha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Rồi, hẹn mọi người những video tiếp theo nha. Bye bye.